Có thể nói huấn luyện viên Park Hang-seo là khắc tinh của bóng đá Thái Lan. Với những thành tích ấn tượng trước bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo được xem là thần tài của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Theo thống kê, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam có thành tích rất ấn tượng mỗi khi đối đầu với đội tuyển bóng đá Thái Lan. Vị chiến lược gia 60 tuổi chưa từng thua người Thái trên cương vị của mình. Ở trận đấu ra mắt người hâm mộ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 tại giải M150 Cup 2017. Hai năm sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục giúp U23 Việt Nam hủy diệt đối thủ tới 4 bàn không gỡ tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ở giải giao hữu Cúp Nhà Vua Thái Lan King Cup 2019 trên đất Thái Lan, tuyển Việt Nam đánh bại người Thái với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến cuộc đối đầu của đội tuyển Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Kết quả trận đại chiến Việt Nam và Thái Lan tối ngày 5 tháng 9 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cục diện cạnh tranh tấm vé đi tiếp của bảng G. Thậm chí, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, Rồng Vàng đang có 1.232 điểm và xếp hạng 79. Xin lỗi quý vị, xếp hạng 97. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sẽ có hệ số là 25. Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng 10,9 điểm, nâng số điểm lên 1.243 và giữ vững hạng 97 thế giới. Nếu trong trường hợp để thua Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị trừ số điểm rất lớn lên tới 14,1 điểm, còn 1.218 điểm. Với điểm số này, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn rớt khỏi top 100 trên thế giới. Nếu trận này kết thúc với tỷ số hòa, Việt Nam sẽ bị trừ 1,6 điểm. Trong khi đó, trước buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo rất bức xúc về những phóng viên Thái Lan, và huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ thẳng các phóng viên của Thái Lan và cho rằng họ là những người rất khiếm nhã, mất lịch sự. Trong buổi họp báo ồn ào, cầu thủ Anh Đức của đội tuyển Việt Nam luôn tự tin vào chiến thắng buổi tối ngày hôm nay. Trên báo Tiền Phong, tiền đạo Anh Đức có phát biểu: Thái Lan giờ phải sợ đội tuyển Việt Nam. Không hẳn tự nhiên cầu thủ Anh Đức có những lời nhận định như trên, bởi người thân của Anh Đức cho biết tiền đạo và các đồng đội tuyển Việt Nam rất tự tin hướng tới cuộc đọ sức với chủ nhà Thái Lan ngày mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á. Ở lượt trận đầu tiên vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào hôm nay, hàng vạn cổ động viên bóng đá châu Á háo hức chờ đợi loạt trận này, trong đó có các cổ động viên bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Lý do là hai kỳ phùng địch thủ của hai khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể cạnh tranh nhau như Brazil và Argentina. Theo lịch sử cũng như là sự đối đầu ngày xưa thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta không lợi thế hơn Thái Lan, nhưng những năm gần đây thì Thái Lan có vẻ nép vế hơn so với Việt Nam. Theo lịch thi đấu, trận Đông Nam Á này sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay ngày 5 tháng 9 trên sân Thammasat tại Bangkok, Thái Lan. Khi nói về sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam cho trận đấu này, đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ: Chúng tôi đã có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022. Hiện tại mọi cầu thủ đều cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho trận đấu với Thái Lan. Trong khi đó, người thân của Anh Đức cho biết tiền đạo này và các đồng đội ở tuyển Việt Nam rất tự tin hướng tới cuộc đọ sức với chủ nhà Thái Lan. Mới đây, Anh Đức có gọi điện về cho gia đình nói về trận đấu với Thái Lan. Cũng như Quế Ngọc Hải nói đến trận đấu với một cách tự tin, và tất cả các cầu thủ Việt Nam nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam cơ thắng sẽ nhiều hơn đội tuyển Thái Lan. Mặc dù bóng chưa lan, chúng ta sẽ chưa biết được kết quả là như thế nào, nhưng rõ ràng ngay lúc này cả hai đội đều đang chờ từng phút từng giây để ra sân trong trận đấu tối ngày hôm nay.
nó liên loạn hơn cả cái đấy. Đeo thì nó bảo thế. Có thể từ hôm qua, hôm kia và hôm nay, các cổ động viên Việt Nam đã rồng rắn sang Thái Lan cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo. Mong mỏi của đội tuyển Việt Nam cũng như các cổ động viên là gây bất ngờ tiếp tục trên đất Thái. Các cổ động viên muốn tiếp lửa cho cầu thủ trên đất Thái. Nhiều năm qua, các trận đấu Việt Nam và Thái Lan luôn là tâm điểm của những người hâm mộ và truyền thông hai nước. Không những thế, còn lan sang các nước trong khu vực. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị tại Bangkok, Thái Lan và báo Phóng viên Nụ Cười Vàng, từ nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân khách sạn Novotel Bangkok cho đến sân vận động Thammasat, thành phố Rangsit, tỉnh Pathum Thani, không khí được hâm nóng. Chia sẻ với phóng viên sau chặng đường dài khá vất vả để có mặt tại sân Thammasat Masjid, anh Nguyễn Văn Quyết, Bắc Ninh cho biết: "Tôi phải đặt vé bay từ Việt Nam sang Bangkok, sau đó lại phải bắt thêm tàu sắt trên cao để sang sân Thammasat. Dù di chuyển nhiều trạng nhưng anh Quyết vẫn hào hứng chuẩn bị vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đối với tôi, tất cả những giải đấu đều rất áp lực. Tuy nhiên, tôi cũng đã quá quen với nó. Chúng ta đã có những chiến thắng trước các lứa trẻ đội tuyển Thái Lan và đội nữ. Chính vì thế đội tuyển Thái Lan rất muốn thắng. Với sự góp mặt của một huấn luyện viên mới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình đạt kết quả tốt nhất." Đây là lời nói của huấn luyện viên Park Hang-seo khi nhận định về đội tuyển Thái Lan trong trận đấu buổi tối ngày hôm nay. Trong ngày 4 tháng 9, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã có mặt xung quanh sân Thammasat để sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Nhiều người tin tưởng rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một trận đấu cống hiến và giành được 3 điểm đầu tiên của chiến dịch vòng loại. Được biết, ở trận đấu Việt Nam-Thái Lan, đội chủ nhà chỉ giành 2.244 vé bán cho cổ động viên Việt Nam. Điều đáng nói, vé của cổ động viên Việt Nam có mệnh giá đắt hơn, mặc dù chỗ ngồi không đẹp nhưng giá đắt hơn so với vé dành cho các cổ động viên Thái Lan. Cụ thể, vé dành cho cổ động viên Thái Lan có 3 mệnh, giá là 200, 350 và 500 baht, tức là khoảng 150.000, 400.000 Việt Nam đồng. Còn giá vé dành cho cổ động viên Việt Nam lên tới 650 baht, khoảng là 490.000 đồng Việt Nam. Mỗi người được mua tối đa 4 vé và phải xuất trình hộ chiếu để nhân viên an ninh kiểm tra. Trong trận đấu buổi tối ngày hôm nay, tất cả những người hâm mộ Việt Nam cũng như các fan hâm mộ của châu Á và một số nước trên thế giới đều chờ bài của thầy Park. Trong 10 ngày hội quân, mặc dù số các cầu thủ hội quân chưa đầy đủ, nhưng đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc hồi phục chấn thương của các cầu thủ Văn Hậu, Trọng Hoàng, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có đầy đủ nhân tố tốt nhất cho trận đấu quan trọng này. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 70% cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này. Dù vẫn có một chút gì đó lo lắng, nhưng tôi tin vào huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thế trận hợp lý, mang về niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam. Anh Vũ Hoàng Anh, Hà Nội nhận định. Trên thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến Thái Lan 24 cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Đến phút 89, vì không thể hồi phục chấn thương nên Hà Minh Tuấn đã bị gạch tên. Tuy nhiên, với những cầu thủ đang có phong độ cao như Quang Hải, Hùng Dũng, Xuân Trường, Văn Toàn, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn đủ sức giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan thêm một lần nữa. Chỉ còn mấy tiếng nữa, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau tại trận cầu đinh vòng loại World Cup 2022. Vòng loại thứ hai, đây là trận đấu ghi dấu ấn lịch sử. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có tin vui vào buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã xem video và nghe qua những thông tin chi tiết về trận đấu. Rất mong quý vị hãy đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những thông tin về văn hóa, chính trị, thể thao trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay xin chúc mừng cho quý vị xem một trận đấu thật tuyệt vời. Chúc cho đội tuyển Việt Nam thành công rực rỡ.